Tiếp tục chương trình hòa nhịp phát triển trưa nay là ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, hòa cùng xu thế phát triển của tỉnh, cơ cấu kinh tế của huyện Long Điền cũng chuyển dịch dần theo hướng từ nông nghiệp, thương mại, dịch vụ công nghiệp sang dịch vụ du lịch công nghiệp, nông nghiệp. Với sự điều chỉnh đó, ngành công nghiệp được quan tâm đầu tư và thúc đẩy phát triển mạnh hơn sau nhiều thay đổi đến nay quyện đông điền còn hai cụm công nghiệp là an ngãi và tam phước ngoài ra long điền còn có hàng trăm cơ sở sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp nằm ở địa bàn các khu dân cư sẽ được quy hoạch vào các cụm tiểu thủ công nghiệp tập trung Công nghiệp tiểu thủ công nghiệp của Long Điền đã và đang dịch chuyển đúng hướng với mức tăng trưởng bình quân mỗi năm trên 11,9% trong giai đoạn 2015-2020. Giá trị sản xuất công nghiệp tiểu thủ công nghiệp năm 2020 đạt khoảng 3.146,6 tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với năm 2015. Giai đoạn 2021-2025, huyện Đông Điền đặt mục tiêu công nghiệp tăng trưởng bình quân 10,2% một năm để đạt mục tiêu đề ra đảng bộ chính quyền quyền Đông Điền tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Song song đó, quyền tiếp tục điều chỉnh và quy hoạch phát triển cụm công nghiệp, tránh tác động đến môi trường dân cư và thuận tiện hiệu quả hơn trong quản lý đầu tư phát triển.